Đây là thành phố Raccoon, còn đây là bác sĩ Marcus, người sáng lập tập đoàn Umbrella. Tập đoàn biến thế giới thật thành mạng xã hội, nơi cả tỷ người ngu tấn công những người sáng suốt cuối cùng. Lúc này, Alicia, con gái của Marcus bị mắc bệnh lão hóa sớm, biểu hiện là không đi chơi đêm giao thừa mà ở lại với gia đình. Marcus vì quá thương con nên đã ghi lại giọng nói và hình dáng của cô bé để đề phòng thôi. Cơ mà ông này lại tìm ra T-Virus, gọi là virus nhưng mà nó còn bổ hơn cả nụ cười. T-Virus đã cứu sống Alicia, thế nên Umbrella quyết định bán T-Virus ra thị trường dưới dạng thuốc. Và rồi tai nạn đã xảy ra một thằng bé uống viên thuốc đó hóa thành zombie và tấn công toàn bộ mọi người trên cáp treo vụ việc ngay lập tức được isaac đối tác kinh doanh của marcus che đậy lại nhưng vấn đề là giải quyết ti virus như thế nào đây marcus là nhà khoa học nên ông đề nghị tiêu hủy nó theo đạo đức nghề nghiệp isaac là nhà kinh doanh và thuốc quái nào chả có tác dụng phụ còn không phải nhà khoa học nào cũng có ích thế nên marcus đi Isaac trở thành người giám hộ cho Alicia Đồng thời nắm quyền kiểm soát công ty Umbrella Thậm chí Isaac còn tạo ra trí tuệ nhân tạo để quản lý công ty Đấy chính là sự ra đời của Red Queen Hình dạng của AI này được tạo nên dựa trên hình dạng và giọng nói của Alicia 10 năm sau, đại dịch T-Virus bùng phát ở thành phố Raccoon chính phủ buộc phải ném bom tiêu diệt toàn bộ thành phố. Đấy là chuyện xảy ra ở phần 1. Cơ mà tin virus lây nhiễm qua không khí nên đại dịch tiếp tục lan ra toàn thế giới, nhanh chóng biến 99% dân số thành zombie. Quay lại với hiện tại, Alice, nhân vật chính của toàn bộ series Resident Evil, cùng với một nhóm nhỏ tập trung tại Washington để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, nhưng cả bọn lại dính bẫy và phải trốn trong một hầm kim loại. Đấy là câu chuyện của phần trước. Sau khi trận chiến kết thúc, Alice ra ngoài và phát hiện toàn bộ khu vực nhà trắng đã bị phá hủy. Cô tiến đến hồ quảng trường để uống nước thì bị một xác sống phi từ dưới nước lên tấn công. Alice nhanh chóng thoát khỏi nó nhờ kinh nghiệm năm mùa phim nhưng cô phát hiện con zombie bị xích lại Alice đành quay đi tìm vũ khí trong những tòa nhà đổ nát đúng lúc này lại một con zombie nào đó bay từ trong đống đá vụn giờ đâu cũng có nguy hiểm mà con zombie nào trông cũng không hiểu là cái con gì Alice lập tức leo lên một chiếc xe jeep lừa cho con quái vật đâm sầm vào chiếc xe khác rồi nhanh chóng chạy đi nhưng mà zombie thì làm sao chết dễ thế được con quái vật kia lập tức đuổi theo xé toạc trần chiếc xe jeep cố gắng bắt lấy Alice trong xe cơ mà Alice tăng tốc quay xe đâm thẳng con quái vật vào một chiếc xe tải rồi kích hoạt bom nổ banh xác nó lúc đó còi báo động vang lên thu hút sự chú ý của alice cô không hề biết một chiếc camera đang bí mật theo dõi từ xa alice tìm thấy một căn nhà chứa đầy vũ khí nhưng chẳng có một ai ở đó cả Đột nhiên máy fax tiếp tục gửi đến dòng chữ xin chào Alice và Red Queen xuất hiện trên những màn hình xung quanh. Red Queen bảo loài người chỉ còn lại 4.000 người. Ước tính là 48 tiếng sau sẽ tận diệt. Mà Red Queen muốn Alice ngăn cản chính nó và tập đoàn Umbrella lại. Bằng cách quay về Hive để tìm hợp chất hủy diệt T-Virus cùng với toàn bộ zombie. Alice đồng thời có thể trả thù Wesker vì hắn cũng đang ở đó mà cũng có thể khám phá thân phận thực sự của cô. Nói chung là phần cuối rồi, cái gì còn lại là giải quyết hết. Alice lập tức lái xe quay lại Raccoon's. Giữa đường thì xe cán phải một hàng rào gai Nên Alice phải ra ngoài kiếm một chiếc khác Một lúc sau cô nhìn thấy một chiếc mô tô của Umbrella hiên ngang Ngay dưới một cây cầu Trông y hệt như một cái bẫy Vì nó là một cái bẫy thật Alice bị trao ngược lên không trung năm tên lính xuất hiện thay phiên đập cô như đập nong đập niêu Nhưng Alice bằng những kỹ năng chỉ có thể đem ra đánh bọn NPC trong game Mà hạ gục hết đám lính Xong xuôi cô bước lên xe mô tô đầy tự tin Cơ mà vẫn còn bẫy Chiếc xe nhận diện vân tay thấy Alice Nên đã giật điện khiến cô bất tỉnh Alice tỉnh lại thì đã thấy bị còng tay trong một chiếc xe quân sự và kẻ bắt cô không ai khác chính là Isaac, tên tiến sĩ đã chết ở phần 3. Hóa ra cái tên đã tèo đấy chỉ là một nhân bản của hắn, còn Isaac trước mặt đây tự nhận là hàng real. Hắn đã đi săn toàn bộ nhân bản của Alice và đến bây giờ thì đã tóm được bản gốc. Alice nói bóng gió về vụ thuốc chữa ti virus khiến cho Isaac bắt đầu nghi ngờ cô lấy thông tin từ đâu. Alice không chịu nói, thế là Isaac chói Alice lại bắt chạy theo đằng sau xe, mà đằng sau chiếc xe đang có nghìn con zombie đuổi theo. Alice phải chạy đến khi kiệt sức hoặc là chấp nhận nói ra ai là người tuồn thông tin thuốc chữa bệnh ra ngoài. Sau đó Isaac gọi về cho Wesker, yêu cầu tăng cường phòng thủ của Hive lên tối đa. Quay lại với chiếc xe, tên cảnh vệ chỉ lơ là một tí thôi là bị Alice thừa cơ ném xuống đống zombie bên dưới rồi. Một tay cảnh vệ nữa xuất hiện và lại bị đạp xuống xe. Người thứ ba đi ra là Isaac. Hai bên đấm nhau hành động các thứ các thứ đánh đến mấy phút rồi mà vẫn chỉ hòa nhau alice thấy kèo không thơm liền muốn dùng mô tô chạy đi lần này thì cô xin bàn tay trái của isaac để khởi động xe cho đỡ bị giật alice phóng thẳng về phía trước né trái né phải loạt đạn bắn ra từ con xe quân sự đằng sau né cả tên lửa định hướng rồi phi qua vụ nổ trong sự phèn ỉa của cgi cuối cùng thì cô cũng thoát ra được Cách 18 tiếng nữa thì loài người tận diệt Alice quay lại được Raccoon Ngoài việc nơi nào cũng có phế liệu y như nơi khác Thì nơi này có một chiếc hố khổng lồ từ vụ đánh bom năm xưa Alice đang lái xe vòng quanh miệng hố tìm đường xuống Thì bị một ai đó chiếu ánh sáng vào mặt Sự mất tập trung khiến cô lao thẳng vào cột điện bên đường Lại một lần nữa bất tỉnh Và lại một lần nữa chuyển cảnh Lần này thì cô tỉnh lại ngay trước khi bị Doc tiêm vào mặt Alice không chế Doc Nhưng xung quanh có một nhóm người dùng súng bao vây cô May mà chỉ huy của nhóm người này lại là người quen Claire Nhờ uy tín hợp tác mấy lần từ ngày xưa Alice gia nhập nhóm luôn Cô báo cho họ việc Tiến sĩ Isaac đang dụ hai đàn zombie siêu lớn về hướng này. Alice bảo Claire đưa người chạy khỏi đây vì họ sẽ không thể chống lại được cả đám zombie cùng với vũ khí của Isaac, nhưng bọn họ không thể lui được vì có quá nhiều trẻ con người già nên phải ở lại tử thủ. Đúng lúc đấy Alice lại ho ra máu vì chấn thương từ vụ tai nạn ban nãy. Sau khi được Doc chữa trị các thứ, Alice kể cho Claire mọi chuyện. Claire lập tức nhận ra vấn đề ở đây, chính là việc Alice cũng mang tí virus. Thế thì dùng thuốc đấy chính Alice cũng tèo, nhưng Alice đã sẵn sàng để hy sinh. Claire quyết định tử thủ xong sẽ giúp Alice xâm nhập vào hai Nhóm của Claire không có nhiều sống đạn Nhưng có dầu Thế nên họ phải chuẩn bị đủ các loại bẫy Để có thể chống lại đàn zombie Trời chập tối cũng là lúc đám zombie tiến đến Nhóm của Alice bắn những thùng phi tẩm lửa Phá hủy một chiếc xe quân sự Isaac lập tức ra lệnh dừng xe lại Thả một người sống ra để dụ đám zombie chạy về phía tòa cao ốc Đám Alice nỗ lực cứu cô gái bị làm mồi nhử Khiến cho đám zombie công phá được cửa rào thứ nhất isaac ra lệnh bắn thẳng về tầng thượng nơi nhóm của alice đang đứng cơ mà chẳng có ai bị làm sao alice chờ đợi bọn zombie lao vào hết bên trong tòa nhà cô đổ hết dầu xuống phía dưới rồi dùng đuốc biến nó thành dòng thác lửa chảy ảo xuống dưới isaac thấy chiến dịch thất bại thì ra lệnh rút lui nhưng alice đã trượt dây xuống từ tầng thượng isaac thấy thế lại ham ra lệnh bắn hạ cô trước Alice né hết, cô còn lén nhảy lên xe đổ dầu vào trong, rồi dùng pháo sáng biến xe thành lò bát quái. Một tên lao ra đánh bay súng trên tay Alice, rồi đánh cho cô một trận tới bời. Nhưng mà anh này còn no lắm, vì Alice cố tình hướng trận đấu về phía chiếc súng làm rơi ban nãy. Cơ mà anh này mặc giáp nên ăn phát súng chưa chết ngay. Alice nhảy vào trong xe để tìm Isaac, nhưng hắn đã chạy đi mất. Cô khởi động lại xe, buộc tên lính ban nãy vào phía sau để dụ đám zombie còn sót lại đi cơ mà vẫn còn hai đàn lớn nữa đang được quân Umbrella kéo về đấy. Họ chẳng còn gì để phòng ngự đợt tấn công đấy cả. Thế chẳng thà chạy về hai tìm thuốc để giải quyết triệt để mọi thứ. Vài người sống sót còn lại cùng Alice tụ tập về phía trước hố. Ở giữa hố có một cửa và hai bị lộ ra. Đấy sẽ là mục tiêu của họ. Wesker lập tức phát hiện ra có kẻ xâm nhập và yêu cầu kích hoạt hệ thống an ninh. Cơ mà Red Queen không được điều khiển hệ thống vì Wesker muốn tự tay làm việc đó. Thế là Red Queen chẳng thể giúp được gì cho Alice cả. Đầu tiên hắn thả lũ Cerberus ra Alice cảm nhận được ngay nguy hiểm đang đến và phát hiện bọn chó zombie đang bao vây họ. Nhìn bọn này thì phe yêu chó và phe yêu thịt chó phải thay đổi suy nghĩ hết. Nhóm của Alice đành phải chạy vì chó quá đông. Họ nhảy thẳng xuống cái hồ ở gần đấy, bởi vì bọn chó kia đều thịt giữa hở sườn ra cả rồi nên không thể nổi lên mặt nước được. Cơ mà chúng vẫn còn đường bộ để lao xuống. Thế là một vài người nữa lại ngã xuống. May mà cửa đi vào hai đã ngay trước mặt rồi. Vừa bước vào trong là cả lũ chó không dám đuổi theo nữa, vì bên trong còn đáng sợ hơn nhiều chắc là có người hàn quốc bên trong isaac đầu bên kia lập tức ra lệnh đóng cửa chính lại mà cửa ở đây có hai tấm thép siêu bánh rời ai qua không kịp thì xác định là kẹp lép đúng lúc đấy đồng đội cũ hóa zombie tấn công alice cô chật vật vừa đánh vừa chạy ra ngoài cánh cửa ngay trước khi nó sập vào giờ thì họ đã vào được trong hai rồi cơ mà chẳng có mấy đạn dược để chiến đấu ngay khi nhóm còn đang phân vân thì điện vụt tắt red queen xuất hiện như đã hứa, nó trả lời cho Alice lý do tại sao nó phản bội lại Umbrella. Một video đã được tải lên Red Queen sau khi T-Virus được phát tán. Hóa ra cao tầng Umbrella quyết định tự tạo ra tận thế để thanh lọc trái đất. Bọn họ sẽ trở thành Noah của thế giới mới. Red Queen được lập trình để không làm hại nhân viên Umbrella mà cũng không được làm hại đến loài người. Thế nên nó mới nhờ Alice ngăn chặn đám Umbrella này lại. Ngoài ra Red Queen còn nói riêng với Alice rằng nhóm trước mặt này có nội gián. Cho lúc này ở bên ngoài, Isaac đã tìm được một chiếc xe quân sự khác. Hắn ta khử tất cả người lính để chiếm xe và dẫn đám zombie về phía hai Quay lại với Alice, họ đi tiếp con đường thì gặp một quạt thông gió khổng lồ. Alice lấy thân thử đạn đi trước, những người khác thấy an toàn thì mới lò dò theo sau. Đúng lúc đấy thì điện lại có lại, tất cả nhanh chóng chạy ra trước khi quạt bật hoàn toàn. Cơ mà chị gái tóc ngắn kẹp súng nên Alice phải lao qua cánh quạt để cứu. May mà lần này không có ai hy sinh, mà tất cả trò này đều là do Wesker điều khiển phía sau hắn lập tức ra lệnh đổ chiều quạt làm như thế sẽ hút mọi người về phía đó alice một lần nữa gồng cơ đít thít cơ tay kéo chị tóc ngắn lại nhưng mà lần này thì do cái ba lô nó dở bị rách và chưa có hãng nào búc tôi quảng cáo ba lô cả thế nên chị tóc ngắn đi không toàn thây luôn cánh quạt cũng lập tức dừng lại alice nhận ra wesker hoàn toàn là đang chơi đùa với họ chứ không bật thêm lúc nữa thì cả lũ tèo hết cơ mà họ không có lựa chọn dừng lại nữa cả nhóm chuyển qua đi lỗ thông hơi cho nó an toàn cơ mà đèn bật lên như báo hiệu cái bẫy khác sắp đến đột nhiên phía dưới sàn mở ra một cái cửa khiến một anh trong nhóm rơi xuống cái hố tèo luôn những cánh cửa bí mật liên tiếp mở ra khiến cả nhóm lạc mất nhau. Alice rơi xuống một căn phòng đầy xác chết. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, kẻo có zombie chui ra từ cái xó xỉnh nào đấy. Một người khác trong nhóm cũng rơi xuống chỗ này cùng với cô, cả hai thận trọng tìm đường ra, nhưng một con zombie đột biến bất ngờ tấn công đồng đội Alice. Cô bình tĩnh xả đạn vào con quái vật, nhưng như thế chưa đủ. Alice lấy một móc xích găm vào ngực nó rồi bỏ chạy. Con quái vật chạy theo thì bị xích giữ lại, tạo điều kiện cho Alice dùng dao sọc thẳng vào não, Đúng lúc trận chiến kết thúc thì Doc xuất hiện, chỉ còn 24 phút nữa là loài người tận diệt. Hai người lập tức tiếp tục lên đường. Wesker thấy không thể chặn được bọn này nữa, liền ra quyết định đánh thức cao tầng của Umbrella dậy. Lúc này Claire vẫn còn sống nhưng bị nhốt trong lồng thí nghiệm. Còn phía Alice thì đã tìm đến căn phòng điều khiển của hai. Ở đấy vẫn còn ba lô súng của đội đặc nhiệm phần 1 để lại. Alice đưa Doc súng rồi xâm nhập hệ thống để đi xuống tầng cuối cùng của hai. Họ phát hiện ra bên dưới còn có kho giữ lạnh để cao tầng của hai và người giàu ngủ đông chờ qua tận thế cô lắp đặt một đống bom xung quanh chỗ đó lúc này wesker đã đánh thức isaac dậy khỏi kén ngủ đông gọi là isaac không đi isaac một xuất hiện đầu phim thì chỉ là một nhân bản ông ta lập tức nhận ra red queen đã phản bội họ cuối cùng alice và doc đã đến được căn phòng mà isaac không đang đợi họ ông ta dùng lọ thuốc giải trong túi áo để uy hiếp không cho alice nổ súng mà doc sau lưng cô cũng chính là tên gián điệp nhưng mà claire đã xuất hiện thế trận sắp đảo chiếu ư không wesker cũng xuất hiện khống chế claire tình hình như này thì không có đường phản kháng nào cả nên alice đành chấp nhận nói chuyện với isaac không cơ mà cô không ngừng tính toán cách giết ông ta nhưng isaac không thì có công nghệ hỗ trợ nên thừa sức tính toán ra tất cả alice tò mò isaac một cũng tự nhận là bản gốc hóa ra là isaac một không biết được điều đó để cho nhân bản này luôn giữ được tinh thần chiến đấu isaac không cũng tiết lộ thân phận thực sự của alice cô chính là nhân bản từ bà này alicia con gái marcus cũng là đồng chủ nhân của umbrella tất nhiên là alice không bệnh tật như bà ta alicia chính là người tải video cuộc họp hội đồng lên red queen để nó tìm đến alice trợ giúp nhưng điều gì sẽ giúp cho Alicia lật thế cờ này đây? Bà ta ra lệnh sa thải Wesker. Red Queen lập tức sập cửa đè nát một chân của hắn. Doc nổ súng nhưng không có đạn. Alice đã đoán ra anh ta là gián điệp nên lén bỏ hết đạn đi lúc đưa Doc súng. Cuối cùng thì Doc bị Clay bắn chết. Alice thì nhét ngòi nổ bom phòng lạnh vào tay Wesker. Đợi tay này chết là ngòi nổ sẽ kích hoạt thế còn Isaac không đâu. Hắn ta đã chạy ngay khi biết tình hình không ổn. Claire và Alice lập tức đuổi theo sau. Cơ mà Isaac không với sức mạnh công nghệ còn né được cả đạn. Rồi trong thế bị vây công vẫn đấm gục Claire. Alice đuổi theo đến hành lang ở phần 1. Isaac không khởi động laser, nhưng Alice giờ né được hết. Hai bên lao vào nhau. Bụp 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 á. Alice không đánh lại được Isaac không, nhưng mà cô kịp nhét bom vào túi áo của hắn, khiến cho Isaac trọng thương. Alice mệt mỏi cầm lấy thuốc giải độc, rồi ngay lập tức chạy lên mặt đất. Giờ chỉ cần đập vỡ nó là tất cả cơn ác mộng zombie sẽ kết thúc. Nhưng Isaac không xuất hiện đỡ lấy hộp thuốc. Isaac 1 đúng lúc đấy cũng dẫn đàn zombie đến. Thế là Alice xong rồi ư? Không. Isaac 1 vì muốn chứng minh bản thân mới là bản gốc nên đã giết chết Isaac không. Rồi chính hắn lại bị zombie đằng sau cắn chết. Mà Wesker lúc này cũng đã chết. Bom trong phòng đông lạnh được kích nổ ở bên ngoài. Alice lập tức đập viên thuốc ra. Đàn zombie ngã xuống từng lớp từng lớp một. Chính Alice cũng ngã xuống ngay sau đó. Nhưng mà cô không chết. Chết thì có phải phim hay hơn không? Đây chỉ là ngất thôi. Alice tỉnh dậy thấy Claire còn sống trước mặt. Red Queen xuất hiện, giải thích rằng thuốc chỉ tiêu diệt virus thôi. Bọn zombie chết sẵn rồi nên thuốc đến cái là về với đất mẹ luôn. Còn Alice sống thì vẫn cứ sống thôi. Alicia còn sao chép toàn bộ ký ức hồi bé rồi truyền lại cho Alice. Thế là cô trở thành một con người hoàn chỉnh, chứ không còn là một nhân bản không có quá khứ nữa. Cuối cùng thì đại dịch zombie vẫn chưa kết thúc vì thuốc chữa lan truyền qua không khí nên cần có thời gian để nó tỏa ra toàn bộ trái đất. Trong thời gian đó, Alice vẫn tiếp tục đi săn giết những con zombie tiến hóa và tìm kiếm những người sống sót và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.